Ông Nguyễn Thanh Nghị, con trai cả của người đứng đầu chính phủ Việt Nam, đã trở thành bí thư tỉnh ủy trẻ nhất Việt Nam sau khi được bầu vào vị trí này ở Kiên Giang hôm 16 tháng 10. Trước đó, ông Nghị, 39 tuổi, là phó bí thư tỉnh ủy và từng giữ kỷ lục thứ trưởng trẻ nhất Việt Nam. Ông nhậm chức thứ trưởng Bộ Xây dựng từ cuối năm 2011 khi mới 35 tuổi. Trả lời báo chí Việt Nam lúc đó, ông Nghị khẳng định rằng thành công của ông là nhờ truyền thống gia đình và nỗ lực của bản thân. Hồi đầu năm ngoái, ông Nghị, từng tu nghiệp ở Mỹ, đã được điều động về làm phó bí thư tỉnh ủy, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang. Trong khi đó, em trai ông Nghị tái đắc cử vào ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2015-2020. Ông Nguyễn Minh Triết 25 tuổi, tiếp tục nắm giữ kỷ lục là người trẻ nhất trong số 55 tỉnh ủy viên Bình Định sau khi được đưa về tỉnh này vào năm ngoái. Trong một diễn biến khác liên quan tới sự thăng tiến của con các quan chức Việt Nam, Ông Nguyễn Xuân Anh, nguyên Phó Bí thư Đà Nẵng được bầu giữ chức vụ Bí thư tỉnh này trong 5 năm tới. Ông anh cũng sinh năm 1976, cùng tuổi với con cả của Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng và cũng có học vị tiến sĩ. Cựu phóng viên này là con trai cả của nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Văn Chi. Trong khi đó, Thành phố Hồ Chí Minh vẫn chưa có Bí thư Thành ủy và ông Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị được Bộ Chính trị Việt Nam phân công chỉ đạo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Tin cho hay Tân Thành ủy sẽ là một ủy viên Bộ Chính trị Việt Nam và sẽ được Bộ Chính trị Việt Nam chỉ định sau Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 12, dự kiến sẽ diễn ra vào đầu năm sau. Hồi đầu tháng này, tin ông Lê Phước Hoài Bảo, 30 tuổi, còn bí thư tỉnh ủy Quảng Nam đã được bổ nhiệm làm giám đốc sở kế hoạch và đầu tư của tỉnh này, đã gây nhiều tranh cãi trên mạng xã hội và được báo chí Việt Nam tập trung chú ý. Mới nhất, ông Bảo cũng đã trúng cử vào ban chấp hành đảng bộ tỉnh Quảng Nam.